Hàng Chiếu, một trong những con phố tấp nập nhất trong khu phố cổ Hà Nội. Nhắc đến ẩm thực nơi này, đã từ lâu người ta không thể không nhắc tới món mì Văn Thắn, đã trở thành thương hiệu ẩm thực của khu phố trong tâm trí của người dân Hà Nội. Ở đâu đó, cách con phố này chừng vài trăm mét, có một quán ăn nhỏ. Ngày xưa là mình bán riêng một mình bắt đầu là mở Hàng Chiếu đầu tiên. Lúc đấy là chưa có ai sau đấy. Chưa có ai, về sau này là cô Bình ở năm tư gọi Bình Tây như vậy. Điều đặc biệt mà ít ai biết rằng, đây là món ăn đầu tiên gây dựng nên thương hiệu mì Văn Thắn ở Hàng Chiếu. Một thời đã từng làm ồn ào cả một khu phố. Đấy, ngày xưa bán đuổi không hết khách. Biến cố khách quan đã đẩy quán ăn này ngày càng xa thương hiệu chính mình gây dựng. Trải qua năm tháng, cùng với sự chuyển giao thế hệ cha truyền con nối, liệu quán ăn này có còn giữ được hương vị xưa cũ đã từng làm mưa làm gió trong khu phố cổ Hà Nội? Bún Thủy lại ở đây cũng có một cơ sở này các bạn này. Trước mình cũng quay cái quán này rồi trong ngõ Đào Duy Từ. Cái cơ sở ở đây to rất là nhiều. Bên phía bên này là cầu các bạn này, đi lên cầu Trương Dương này. Thế cái quán mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay ở ngay cái chỗ này thôi. Anh ơi, cho em bát mì Văn Thắn anh nhá. Anh ngồi đi anh. À, cho em cái loại có tôm ấy, cái loại sủi cảo có tôm ấy. Vâng, mấy cả một cái loại cái gì khô nhỉ? Hủ tiếu trộn. Vâng, cho em hai loại đấy nhá. Sủi cảo chiên đấy, quán tử sủi cảo chiên. Sủi cảo chiên đấy. Cái loại đấy một đĩa là như nào ấy? Đĩa phần 8 cái. 8 cái bao? 55.000 đĩa. 55.000 đấy. Thế cho em thêm một cái đĩa đấy cũng được nhá. Vâng. Cái quán này lần đầu tiên mình ăn, quán này nghe nói là ngày xưa là bán khá là lâu năm ở trên phố cổ đấy, người ta bán hình như ở phố Hàng Chiếu ấy. Tí nữa thì mình sẽ gặp chủ quán hỏi thêm một số cái thông tin để cho các bạn biết. Nhưng mà thời điểm này mình đến là rơi vào khoảng tầm 7:30, quán thì cũng bé, được cái là đường ở đây thì nó cũng gần khu phố cổ, cũng rất là tiện. Ngay ở phía bên này là phố Lương Ngọc Quyến đấy. Mình gọi 3 món để mình review cho các bạn xem. Cái món sủi cảo này có giá là 55.000 các bạn này. Còn đây là sủi cảo chiên. Sủi cảo chiên này thì có giá là 55.000. Cái này là dành cho những bạn nào mà thích ăn riêng cái món sủi cảo này thì mình gọi riêng. Hai cái này là 55.000. Còn cái này là hủ tiếu khô này. Hủ tiếu khô thì có giá là 40.000 các bạn nhé. À, 45.000. Cái quán này ở đây các bạn ạ, là mặc dù là người ta mở đây khoảng tầm 6 đến 7 năm thôi, tuy nhiên thì cái thâm niên của quán là cũng khá là lâu ấy. Nhà mình ở bán ở Trần Quang Khải đầu tiên, xong về người ta đòi nhà thì mình về Hàng Chiếu. Năm 2000 thì mình bán, đến 2012 thì chủ tịch hội đồng Việt Kim Banh nó thu hồi cái nhà đấy, nó giảm 10 tỷ mua cái nhà này 13 tỷ. Thế ạ, ngày xưa là bao nhiêu Hàng Chiếu ạ? 19 Hàng Chiếu. 19. Con thấy bây giờ là ở Hàng Chiếu cũng có Hàng mấy Chiếu, cái quán đấy, thì sang đấy người ta bảo là con cháu nhà này. có phải là người nhà mình không? Không phải, người ta lấy tiếng thôi. Mình đi cái người ta mở ra bán. Con thấy ở trên này là có mấy cái bức ảnh đây, là có phải là ngày xưa là ngày xưa đây, 19 Hàng Chiếu đúng rồi đấy. Thì mấy cái bức ảnh này là bức nào là bác hả bác? Đây. Ai là bác đây ạ? À? Không, thu tiền nữa. Đây hả? Không, đấy là ấy, còn thu tiền nữa đây. Thu tiền đâu? Kia kìa, đấy, thu tiền, tới đang thu tiền đấy. Ở cái dưới cái biển ấy. À, bác đứng đây hả? Ừ, đấy. Đi lui lên trên kia là chỗ đầu ô quan trưởng đấy. Đúng rồi, lên trên nữa là đi khoảng 15m thôi là đến đầu ô quan trưởng. Khi mà bác ấy vừa mới chuyển đi một cái thì bắt đầu là hủ tiếu Phương Béo, bây giờ hiện tại ở số 9 của Hàng Chiếu ấy, bắt đầu mới mở ra. Ngày xưa nhà mình bán ở Hàng Chiếu, bán về cho ngồi đông đúc này. Đây có cửa hàng không đông đúc bằng. Vì đi khắp các Hà Nội này mà các cái hương vị bây giờ không còn như ngày xưa của người Trung Quốc nữa. Cái hương vị nhà mình như thế nào đó mà chỉ biết là thí dụ như người đi ngoài từ trên cầu người ta ngửi cái mùi thơm. Đấy, có nghĩa là ý bác nói ở đây là cái vị của nhà mình đúng cái vị gốc vì của đúng rồi, chính xác. Cái gì dễ nhất thì là cái khó nhất. Thí dụ như đĩa trứng ba màu kia rất là dễ đơn giản thôi, nhưng hàng khác không làm được. Cháu đi hàng mì ra hàng mấy hàng mì ở loanh quanh đây rồi hàng điếu hàng đấu ai làm được chứa trứng ba màu, nó rất đơn giản thôi. Đấy là biểu hiện cái chuyên tâm của người làm hàng. Vâng. Đấy. Con này thấy tò mò là như này là ngày xưa bác học nó như thế nào? Người đây là ông già ông truyền lại. Ngày xưa mình sống dưới hai bác cái đầy đủ anh. Đúng rồi.
ăn cái bình thường. Không tôm hết hả anh? Vậy em không tôm hết, cái bát không. Sao mình phải trần qua hai cái nước này anh? Cái nước này nó giòn thì nó xuôn lên mì ấy. Nước này lạnh. Muốn muốn nóng muốn lạnh hả? Đúng rồi, để cho nó xuôn mì lại chúng có nước nóng lần nữa. À bát không màu xanh. Ăn viên không á? Viên và trứng rồi ạ. Em mình trộn này. Cái này không rau chị ạ? Không rau này. Mì trộn này là 55.000 đây đúng không anh? Đúng rồi, 60.000 đấy. À 60.000. Không rau có hẹ đúng không? Audi của ai đấy? Audi của ai đấy? Em biết đâu, chắc là gia đình này. Còn một à? À Phương ơi, Phương lùi hết cỡ về cho anh đi đây, lấy cho anh bên nhà này ra vào được. Về đây Phương ơi. Hai bát đầy đủ 101 anh ạ. Em xin. Đợi em tí nhé. Còn ơi, có 500 đổi cho em. Sao buồn thế này, dân dạo này giàu quá. Lần sau bảo anh ấy đỗ xa ra. Ở cái viền lốp xe là cái viền trắng ấy, thì nó không bị dính. Gia đình mình là hai nước, hai cô nhỉ? Biết được, chị làm em biết được. 4 bát không tôm là 106 này. Mấy nước hả chị? 3 nước là 175, với chiên 55 là 230. Ông bố cho con gọi cái xe vào cả, sang cho anh gọi cái xe trắng. Của chị 3 bát là 120. 4 bát. À 4 bát nhỉ? 160. Nước là gì nhỉ? Bát trà đá. Tí xíu ơi, lấy cháu ít cho mùi. Lấy cháu ít cho mùi vào đây. Em thử mẹ lại mình tắm nhỉ? Có bát nào nhiều mì không? Ok em. Ok em. Trần nó cô không lấy được dùng à? Còn Bình Tây thì nổi tiếng nha, mấy năm ở đây mình thấy có vẻ như là cũng đi xuống rất là nhiều rồi. Cái nước này rất là ngọt luôn. Đây chúng ta cùng xem nhá, trong cái bát này thì bao gồm những gì? Một miếng sủi cảo này, thịt này, miếng gan. Gan ở đây mình nhìn mình thấy là khá ngon ấy, bởi vì là cái miếng nó rất là đặc luôn. Đây cũng là thịt này, tôm đã bóc vỏ rồi. À vẫn còn vỏ đấy, vẫn còn vỏ, hơi có một chút vỏ luôn. Bên dưới là cải, lá hẹ. Cái quán này là quán thứ 3 của bạn Tùng giới thiệu cho mình các bạn ạ. À, thông qua đây lại cảm ơn Tùng một lần nữa nhé. Cái miếng sủi cảo này ăn rất là ngon, ăn nó không đậm, bên trong ăn nó nhạt thôi các bạn ạ. Cái quán này ở chỗ này ngay dưới gầm cầu các bạn ạ. Chính vì thế mà nếu như mà ngồi ở đây thì chúng ta vẫn cảm thấy là cái ồn của xe cộ nó nhiều hơn so với cả những khu vực khác. Thực ra là mình thấy là cũng hơi đáng tiếc, bởi vì quán này ngày xưa ở Hàng Chiếu bây giờ chuyển ra cái chỗ này ấy. Thì nếu mà nói về cái địa lý thì ở Hàng Chiếu bao giờ bán hàng nó cũng mạnh hơn so với cả cái khu vực này, bởi vì đường ở đây nó là cái đường hai chiều nhưng mà mình bị ngăn cách bởi cái cầu ấy, bán nó cũng khó hơn. Ăn nước rất ngọt, ăn khá là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn sang món thứ hai, đấy là món hủ tiếu khô. Đây các bạn này, cái sợi mì này nó rất là bé này. Cái món này là đi kèm với cả nước dùng các bạn nhé. Đây này, nước dùng này rất là thơm và nó cũng có cái vị ngọt giống như cái nước ở bên này này. Như nhau, hai cái nước này như nhau các bạn ạ, không khác nhau là mấy. Bên trong nước này thì có mấy viên sủi cảo, một viên này, hai, ba, trong này là có bốn viên sủi cảo. Ăn đầu tiên mình cảm thấy nó cứ bết bết đấy các bạn ạ. Mì thì mềm, ăn nó bết bết, hơi có vị ngọt một chút. Lúc mà mình cho vào miệng các bạn ạ thì mình cảm nhận được ngay cái vị ngọt, nhưng mà khi mà bắt đầu là mình nhai một cái thì mình lại cảm nhận cái vị chua bắt đầu là nó nhiều hơn. Ở trong này gần như là mình chỉ thấy là có 3 cái miếng thịt này, 4 miếng thịt này, có một chút lạc này, mì và có giá. Ngoài ra thì người ta sử dụng rau mùi và giá này là hai cái loại rau chủ đạo. Vị chua chua của cái mì này này, úp thêm cái nước này vào nó có cái vị ngọt của nước ấy. Thực ra nó có một cái cảm giác rất là lạ các bạn. Cái đĩa sủi cảo này là 55.000 các bạn nhé. Ăn rất là giòn luôn, nhưng mà ở phía đầu này nó không có thịt, ăn nó khô khô. Bên trong thì cái thịt của nó lại hơi bột bột. Cái thịt này như kiểu là nó có bột ấy. Ăn vào phần thịt thì thơm. Cái sủi cảo chiên người ta làm cái tương ớt riêng để chấm đấy các bạn này.
Ăn nó ngọt ngọt. Mình cảm giác tương ớt này rất là ngọt luôn ấy. Tương ớt này cũng thơm, ngọt. Ngoài ra thì mình thấy nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Cái này gọi là ăn thêm thôi. Em ơi, bán cho anh thêm miếng sủi cảo thịt. Cái bát này của anh là sủi cảo nó có tôm đúng không? Còn mì bàn thắn là sủi cảo nó không có tôm đúng không? Thế cho anh cái viên đấy, anh ăn thử xem nó khác biệt như thế nào nhá. Thế em ơi, nó giống cái này đúng không? Đây, cái này là bát nước dùng của tí khô. Nhưng mà cái này nó giống sủi cảo này đúng không? Hai sủi cảo cũng có khác nhau thật. Cái sủi cảo tôm ăn nó thơm hơn. Còn cái sủi cảo thịt này ăn nó không có vị nhiều. Ở đây mình có cái nước gì đây bác? Có chanh đào quất chanh đào. Thế ạ, giá rổ nào bác? Giá 15. Anh Cường uống nước gì? Có gì ở nước? Chanh đào quất. Chanh đào quất chanh đào. Cho con gốc chanh đào đi chú. Cho con hai chanh đào đi. À thôi thì cho con đào đi. Bác bán đây bao năm rồi bác? Bác bán đây 30 năm. Nhà bác ở đây luôn hả? Nhà đây. À đây à, bác có cái chỗ này bán tuyệt vời quá đấy bác ạ. Chúng ta đã vừa thưởng thức xong cái món mì bàn thắn ở đấy. Thực ra cái vị trí đấy ra Hồ Gươm này rất là gần các bạn ạ, chỉ khoảng tầm 1 cây số thôi, ra đúng cái vị trí mà mình đang ngồi này. Lúc ấy hai anh em thì cũng đi lòng vòng một lúc thì bắt đầu mới tìm được cái vị trí này, nó rất là đẹp để ngồi cho các bạn vừa xem vừa thưởng thức cái không khí xung quanh này luôn. Theo như mình thấy các bạn ạ thì ở đây đầu tiên là mình nói hai cái món phụ mà mình gọi thì đấy là cái món trộn nhá. Món trộn thì thực ra là mình thấy là đối với mình không có gì đặc sắc lắm, nhưng mà ăn nó khá là lạ. Được cái là mì, cái mì trộn thì ăn nó rất là mềm, cái mì ăn mềm này, nhưng mà nó có cái vị thêm cái vị chua ngọt, ăn cảm giác nó cũng rất là lạ vị khi mà lại ăn kèm thêm với cả cái nước của cái mì sủi cảo vào ấy. Nói chung là lần đầu tiên mình thưởng thức thôi, thì thực ra thì mình cũng không có cái sự so sánh quán nọ quán kia mà mình không có đánh giá nhiều. Nói chung là ăn lạ. Còn đối với cả cái sủi cảo chiên ấy, con xin ạ, này của anh Cường này, đối với cả sủi cảo chiên ấy thì mình thấy là ăn thì cái vị thì nó rất là thơm, trong đấy là người ta trộn vừa tôm vừa thịt ấy, nó rất là thơm. Tuy nhiên thì mình có cảm giác cái thịt bên trong ăn nó hơi khô ấy, còn cái phần bên ngoài thì sủi cảo nào nó cũng giòn giống nhau thôi. Còn về cái mì bàn thắn ấy thì mình thấy là cái nước dùng ăn được, tổng thể là mình thấy là cái ăn nó cũng, mình cũng cảm thấy ăn là nó ngon, ăn nước dùng nó rất là ngọt và nó thơm, nó ngọt từ đầu cho đến cuối bát mình ăn ấy. Tôm ở đây thì rất là to và nó cũng tươi. Còn đối với cả thịt và gan cũng như là các cái đồ khác ở bên trong thì mình thấy là nó cũng giống như là bao cái mì bàn thắn khác mà người ta có thôi. Nói chung là nó cũng không quá đặc biệt, không quá đặc biệt, nhưng mà mình cảm thấy là ăn nó cũng ngon. Em hay ăn đây, nghe em gần đây. Giờ em hay gọi là mì bàn thắn với cả củ tíu. Món ăn đây thì em thấy rất là ngon, rất là hợp khẩu vị. Bọn em ăn đây cũng thấy quen rồi, bọn em cũng không chỉ thấy ăn không thích ra chỗ khác. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.